Hôm nay tôi sẽ review một bộ phim Hố Sâu Đói Khát, là một bộ phim khiến mọi người kích động năm 2019. Nói về một nhà giam được phân tầng, không biết có bao nhiêu tầng, nhìn lên không thấy được tận cùng, nhìn xuống không thấy điểm cuối cùng. Mỗi tầng đều có hai người, nam chính là người đàn ông có râu này, Goren. Hôm đó anh ta tỉnh dậy trong phòng giam, phát hiện mình đang ở tầng 48. Đối diện anh ta là một ông già tóc bạc phơ, trong mắt ông ta là sự ham muốn đầy ác ý. Ông ta nói, chúc mừng cậu, lần đầu tiên đã ở tầng 48. Đột nhiên ông lão đặt cuối và quỳ, một tấm ván được đưa từ trên xuống, trên đó toàn là đồ ăn. Ông lão lập tức ăn như hổ đói. Goren nhìn đồ ăn trên đó toàn là đồ thừa. Goren hiểu ra, nếu trên kia có 47 tầng thì đồ ăn của họ chính là cơm thừa của 94 người khác. Ông lão khuyên Goren ăn đi, vì mỗi ngày chỉ được một bữa ăn. Anh cầm một quả lê lên, bỏ vào túi, mang thức ăn bắt đầu chuyển xuống tầng dưới. Ông lão uống hết rượu vứt chai xuống tầng dưới. Goren hỏi, sao ông phải làm vậy? Ông lão trả lời, chẳng sao cả, dù sao người bên dưới cũng ăn thôi. Đột nhiên Goren cảm thấy nóng nực, ông lại giải thích, vì anh đã trộm đồ ăn, nên nhiệt độ của tầng này sẽ tăng lên vô hạn, cho đến khi cả hai bị thiêu chết. Goren đành vứt quả lê đi. Nửa đêm anh nghe thấy tiếng vang lớn, thì ra sàn đang không ngừng nâng lên, về đến tầng không. Ngay hôm sau, ông lão lại ăn như hổ đói. Goren vẫn không chịu ăn đồ thừa của người khác. Anh hỏi ông lão, nơi này có tất cả bao nhiêu tầng? Ông lão không biết, vì ông chỉ đến tầng 132. Anh hỏi tiếp, đến đó còn bao nhiêu đồ ăn? Ông lão nói, không còn gì cả. Anh muốn liên lạc với người bên trên, yêu cầu họ ăn có chừng mực. Ông lão lại nói, người tầng trên chẳng thèm nghe mấy lời xàm xí này đâu. Hôm đó, cùng với bàn tiệc được đưa xuống, trên đó có một người phụ nữ. Goren nói chuyện với cô, nhưng cô không trả lời. Ông lão nói, tháng nào cô gái này cũng xuống một lần để tìm con mình. Cô gái mau chóng xuống dưới, người tầng dưới thấy có phụ nữ, cưỡng ép ôm cô lên, định làm chuyện xấu. Goren hét lớn, nhưng các tầng cách nhau 6 mét, anh không dám nhảy. Sự lo lắng của anh mau chóng biến thành kinh ngạc, vì tiếng thét biến thành tiếng đàn ông. Cô gái thản nhiên về lại bàn tiệc, trong tay còn cầm một con dao, mình dính đầy máu, thì ra cô ấy là sát thủ. Từng ngày trôi qua, Goren cũng bắt đầu ăn, và tối hôm đó, ông lão nói, anh bạn, cầu nguyện cho chúng ta đi, tôi đã ngửi thấy mùi khói gây mê, ngày mai chúng ta sẽ bị ném tới tầng khác, mong đừng bị rơi thấp quá. Nói xong họ cũng ngủ. Đến khi Goren tỉnh dậy, anh đã bị trói chặt toàn thân. Ông lão cầm con dao xuất hiện, là ông ta trói anh. Ông ta nói, xin lỗi nhé anh bạn, họ bị ném tới một tầng không hề tốt. Goren lướt nhìn tầng 171. Ở tầng này, tuyệt đối không có đồ ăn, muốn sống là ăn thịt người khác hoặc là bị ăn. Goren bắt đầu nghe thấy đủ loại tiếng thét. Nhiều tầng gần đó cũng xảy ra sự việc giống vậy, có người không chịu nổi đau đớn, rơi xuống dưới. Không lâu sau, bàn tiệc lại được hạ xuống. Quả nhiên, trên đó không còn gì để ăn, đến bát đĩa cũng được liếm sạch. Ông lão nói, tôi sẽ chờ 8 ngày. Sau 8 ngày, ông ta sẽ ăn thịt Goren. Thời gian trôi qua nhanh, nhưng đối với Goren, có lẽ là sự dằn vặt chậm rãi vô cùng. Ngày nào cũng gào rát cổ họng nhưng không ai tới cứu. Đã qua ngày thứ 8, lão già tới, bắt đầu xẻ thịt anh. Goren hét to thảm thiết, đau đến chết đi sống lại. Cho đến khi anh nhìn thấy nữ sát thủ xuống theo bàn tiệc, cô đánh ngã lão già, giải cứu anh. Goren nhận lấy con dao cô gái đưa tới. Anh nhìn sang, nữ sát thủ đang ăn thịt lão già, rồi lại theo bàn tiệc đi xuống dưới. Mấy ngày nữa qua đi, Goren vốn tự nhận là người văn minh, cũng không chịu nổi cơn đói. Đến bên xác lão già, nuốt một miếng giòi, đợi ngày hôm sau tỉnh lại, đã lên được đến tầng 33. Bạn tù của anh cũng thay đổi, là một người phụ nữ ôm con chó. Cô ta từng là người của công ty canh tù, không biết tại sao lại đến được đây. Cô nói, nhà tù này có tổng cộng 200 tầng, đồ ăn họ chuẩn bị đủ cho tất cả mọi người. Nhưng nếu người tầng trên ăn quá nhiều, người ở tầng dưới sẽ không còn đồ ăn. Cô ta rất có quy tắc, mỗi ngày chỉ ăn một ít. Đồng thời khuyên người ở tầng dưới cũng nên khống chế cơn đói khát, để lại cho người tầng dưới nữa. Nhưng người ở tầng dưới không thèm nghe. Cho đến hôm nay, Goren không nhịn nổi nữa, đi ra và nói, nếu các người không giảm lượng ăn, tôi sẽ ị vào đồ ăn của các người. Câu này mới có thể ngăn lại người tầng dưới. Lại mấy ngày nữa trôi qua, bàn tiệc được đưa xuống, nữ sát thủ kia nằm trên đó, tinh thần không minh mẫn. Goren mau chóng ôm cô xuống chữa trị. Nửa đêm anh bị tiếng kêu làm cho thức giấc. Anh nhìn thấy hai người phụ nữ đang đánh nhau, thì ra nữ sát thủ đã giết chó của thánh mẫu để ăn. Nữ sát thủ lại giết một người tầng dưới. Thánh mẫu buồn, nói, tôi đến đây vì tôi mắc phải bệnh nan y, không sống nổi nữa. Tôi chỉ muốn giúp đỡ, cải thiện hoàn cảnh. Nhưng hiển nhiên là cô không có năng lực đó. Lại một ngày nữa, Goren tỉnh giấc, phát hiện mình đã đến tầng 202. Thánh mẫu hiểu rằng thế giới còn tồi tệ hơn cô nghĩ. Cô tuyệt vọng, thắt cổ tự tử. Goren nhìn xuống dưới, vẫn chưa thấy điểm cuối, thì ra thánh mẫu đã nhầm. Nhà tù này không chỉ có 200 tầng, anh đau khổ hét lên. Vì sống dưới tình hình này trong vòng một tháng, lựa chọn duy nhất của anh là có ăn thịt chính mình hay không. Mấy ngày trước, anh còn sống được dựa vào ăn giấy. Cho đến một ngày, anh đói trắng mắt, đến bên thánh mẫu. Lần sau tỉnh lại, Goren phát hiện mình đã đến tầng 6, tạ ơn trời đất. Bạn tù ở tầng này là một người da đen, mang theo một sợi dây thừng. Anh ta muốn người tầng trên giữ dây để anh ta leo lên. Cứ leo từng tầng như vậy là có thể vượt ngục rồi.
Cặp nam nữ ở tầng 5 vui vẻ đồng ý bắt lấy sợi dây, nhưng ngay vào lúc người da đen chuẩn bị lên đến nơi, họ bất ngờ thả dây ra khiến anh ta rơi xuống. May mà Gordon tóm được, người da đen kia vừa kêu gào vừa khóc, không còn dây thừng nữa, kế hoạch vượt ngục của anh ta ngâm giấm. Không lâu sau, đồ ăn tới, rất đầy đủ, dường như chưa được động tới. Họ ăn một lát, đồ ăn lại bị hạ xuống. Gordon nhìn thấy người ở tầng 7 đã bắt đầu phá hoại, anh nghĩ ra một kế hoạch thay đổi thế giới. Nói với người da đen, hai người đi xuống, khống chế lượng thức ăn ở mỗi tầng, cố gắng chia đều cho mỗi tầng, rồi theo tấm bê tông đi lên. Người da đen đồng ý, hai người làm xong vũ khí bắt đầu xuống. 50 tầng đầu, họ không cho người khác ăn. Một đường đi xuống, cả quãng đường đáng sợ. Xuống thêm nữa, con người đều hơi điên cuồng, họ đành phải dùng đến vũ lực. Từ tầng 51, họ bắt đầu chia đồ ăn, nhưng cũng thấy đủ loại thi thể. Xem ra nữ sát thủ kia lại xuống rồi, vừa tìm con mình, vừa giết những kẻ cặn bã. Cho đến một tầng, họ thấy nữ sát thủ kia bị hai tên to con bắt lại giết chết. Gordon xông tới báo thù cho cô, người da đen cũng giúp đỡ, nhưng hai tên to con đều rất khỏe. Gordon và anh bạn người da đen giết chết chúng, cả người toàn là vết thương. Họ tiếp tục lết xuống dưới, càng ngày càng tàn nhẫn và khủng bố. Dù là vậy, họ cũng mau chóng chia hết số thức ăn, mà tấm bê tông vẫn xuống nữa. Hai người giữ một miếng thạch, muốn để nó đưa tới tầng đầu tiên, để người trên cùng biết có người đang muốn thay đổi thế giới này. Đến tầng thứ 333, đây là tầng cuối cùng. Họ tìm thấy một bé gái dưới gầm giường, hai người đều khó mà tin được, đây chính là con gái của nữ sát thủ. Bàn việc bê tông vẫn đi xuống nữa, dưới đó không còn ai khác, chỉ còn một không gian đen tối như địa ngục. Hai người thấy cô bé rất đói, quyết định bỏ miếng thạch đi để cô bé ăn. Ngày hôm sau, Gordon phát hiện người da đen đã chết vì mất quá nhiều máu. Anh bỏ cô bé lên bàn tiệc, để cô bé lên tầng theo tấm bê tông, còn mình đi vào không gian đen tối, cũng chính là địa ngục. Trong bộ phim này, nhà tù phân tầng đại diện cho giai cấp xã hội. Từ giai cấp thống trị có nhiều tài nguyên hơn, tùy ý hưởng thụ, đến giai cấp thấp chỉ được ăn đồ thừa. Và giai cấp thấp hơn là tranh đoạt, cướp bóc, thậm chí còn biến thành dã thú chỉ vì miếng ăn để sinh tồn. Có thể thấy những bản chất của con người chính là tham lam. Chúng ta yêu cầu vài người nhịn ăn, nhưng không thể yêu cầu tất cả mọi người đều như vậy. Có thể dùng bạo lực để trói buộc người khác, nhưng không thể dùng văn minh để cảm hóa. Cuối cùng, Gordon vẫn đưa cô bé lên trên, chỉ để chứng minh cho người ở trên cùng. Dù thế giới này tàn khốc, lòng người tàn nhẫn, nhưng vẫn có người tin, vẫn cố gắng chứng minh một chút ánh sáng có thể thay đổi thế giới này.